Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video theo của Phương nha. Tối nay Phương ghé lại quầy bánh xèo miền Tây rau rừng của mấy bà cháu nha. Ở số 21 đường Đông Bắc quận 12 nha. Chia sẻ một vài ảnh ở chỗ bán bánh xèo tối nay cô chú anh chị mình xem nha. Hiện tại ở trong nhà rất là đông khách luôn đó nha. Hầu như là hết chỗ ngồi rồi. Bà nội đang chiên cái đặc biệt tôm rồng nè cả nhà. Sáu con tôm. Tối bán đồng lòng mà nội chiên nha, bé Hà với lại bé Trâm Anh với lại chị Thí phụ chạy bàn ở ngoài. Ủa sau nay không vui vậy ta Trâm Anh ơi kìa. Cô kêu kìa. Trời ơi, cứ làm nên tội tình chi. Nay tôi chỉ ghét rễ thôi mà. Không thôi. Nghỉ chơi. Ủa da kiệt đâu vậy? Da kiệt rồi. Hai chị chập chóc vô giữ em rồi. Ồ. Ăn hiếp da kiệt. Da kiệt khóc rồi. Bà nội mới thêm tôm vô đây nữa là tầm 8 con tôm nữa nha. Cái này chắc đặc biệt, của đặc biệt quá. Cảm ơn tôi. Ôi, con bàn không? Vô luôn. Còn bàn không? Vô luôn. À, quá đông rồi cả nhà ơi, này khách. Quá đông rồi. Hết rau luôn rồi. Nó nói cô Thí mang rau lên mới được hết rau luôn rồi. Nó Hà lại lấy. Không. Ôi trời ơi, khui luôn nước ngọt. Chấn động cả nhà. Chú nó khui lon nước ngọt, tưởng nổ bánh xe không. Hết rau rồi, rau rau rừng này hết rồi nè, cải cái này rồi. Vô diễn quá trời đông ha. Hỏi về mấy ngày cuối tuần là đông khách lắm nha cả nhà. Không có tập trung. Chắc bạn đó chị Kiều quá. Này là khách ăn đặc biệt không à. Ông bà nội là bây giờ là phải hoạt động hết công suất, 100% công suất luôn. Ồ bánh này có mà sao không bưng vô cho khách ta. Đây có bánh mà. Ồ có trứng nữa hả. Ồ hôm nay mới nữa ta. Bánh xèo trứng nữa. Biết trứng không nha cả nhà. Bánh xèo trứng. Đây có bánh này mà sao ở trong nhà có khách ngồi mà chưa bưng về cho khách này. Nay Phương cuối tuần mà Phương ban ngày Phương bận công chuyện đó nha. Tối mới ghé quay được. Trời hôm nay khách ăn đặc biệt siêu tôm luôn rồi, tôm không à. Những gì khách đặc biệt sẽ ăn những cái đặc biệt. Cái này không giá. Một bánh anh. Rồi một bánh mang về. Hai anh này anh nào cũng một bánh hết đó. Rồi khách ăn xong rồi chuẩn bị về đây cả nhà. Quá đông. Tối cuối tuần đông đúc quá trời luôn. À, cố ra phụ luôn kìa. Rau lên quá trời luôn cả nhà. Dạ. Ôi con cũng phải đứng lên ghế nữa hả? Nhớ tưởng có già kiệt đứng thôi chứ. Mai chú về quê đúng không? Nghe tin mai chú Việt về quê đúng không? Cảm ảnh nói.
Chúa nó xạo quá. Chú Diệp 29 hàng ngày, 29 Tết chú Diệp về quê. Con bé này thật là đáo để. Nói chú Diệp về quê 9 ngày là nó buồn dễ sợ. Không được rồi, không được rồi. À thì ra tới về quê ăn Tết nên tao nghỉ mấy ngày. Bé này là không có tin tưởng nó được cái gì hết trơn trời. Thấy thấy chú Hiền dễ thương cái xí gạt chú hoài. Tết mới về mà, mai về đâu. Chú Diệp Tết mới về mà. Chú gọi cho chú Diệp luôn giờ, đính chính nè. Bữa lừa gạt chú hết một lần ra kiệt rồi nè tới chú Diệp. Mai chú Diệp có về quê không? Ờ. Chơi bàn kìa. Chắc ăn đây à. À, chạy đó luôn đi, chạy vô động rồi đó luôn rồi. Lâu lâu Phương mới ghé quay buổi tối rồi nha. Phương hay quay ban ngày không à. Mà buổi tối bán đông với sợ đông. Rồi con lấy có tờ đi qua, có tờ đi ăn đông quá. Đéo bỏ rồi. Khách vô nữa kìa. Này có cái anh ghé anh xách xe chở. Tôm này to nhìn đảo quá. Ở đâu có công chuyện là ở đó không có chăm anh. Để dám tự tin nói ở đâu có chuyện gì khó là có chăm anh. Lần bắt được 10 lần không. Đâu ạ? À? Về bàn. Bà bán né hay lắm. Bà cho anh là bà né né hay lắm. Tăng cường xe là bàn bên chỗ bán xe. Giờ này chỗ bán xe chưa có đóng cửa nữa cả nhà. Chúc bên chỗ quảng cáo này đóng cửa là được một mặt bàn nữa cả nhà, để bên đây được hai bàn nữa. Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho em ngày mai. À. Mới có câu gì tặng quà tặng bánh gì. Nói này không thấy tiếm bài với Gia Kiệt cả nhà, ở trong giữ em. Chú sẽ điện thoại cho chú Diệp. Đến chính cái tin đồn này. Chú điện chú Diệp mới nhắn tin cho chú đây. Ông nội nói con gì kìa, ở đâu có công chuyện là ở đó không thấy chăm anh kìa. Cô đang đứng ở đây nha. Cô bảo hôm nay điện thoại.
đó, thấy không? Nhiệm vụ của con là đâu phải ngoài đây, nhiệm vụ của con là ở phía trong mà, con chạy bàn mà. Có một cỡ. Có đặc biệt thì có. Có đặc biệt thì có. Bình thường là 30.000. Em ăn lớn là đặc biệt đi 40, 50. Năm cái 150. Năm cái. Trời ơi, nãy giờ anh nói thiệt mà, anh gỡ em chi? Anh 180. Anh cũng có cổ phần bánh xèo nên anh cũng bán phụ mà. Bánh đường thì hiện tại là 6 điểm mọi người. Rồi, 2 bình 3. Có đâu? Khỏe ngon. Có. Vô đây rất ngon. Có ngân hàng ACB ở trong kìa. Em ACB. Đúng rồi, đứng trong đi cầm điện thoại mà đây ghê quá. Thấp nhất. Ở trong á, trong á. Không phải đó. Trong cái tường á. Đó, ACB. Bởi vậy chắc lộn ngoài đây đi, ai cứ vô quét đó không à. Coi chừng rớt nha. Ha, không có chỗ máng, đủ máng hả? Cái xe bên sình này nó không có chỗ máu. Ừ, nó vậy á. Nó chút móc vô chỗ kính á. Tự, vậy là tự lo liệu á hả? Vậy cho tự lo liệu. Chuyển dư 200 cũng được. Bán bánh xèo là bán ông biết ngàn giá. Bán bánh xèo là có cái anh quay mà không biết ngàn giá. Năm giá không? Sáu cái không? Sáu cái. Sáu cái. Tám. Sáu. Chưa luôn. Lết mẹ là ớ rồi. Khổ quá, khổ quá. Này nó ngược gió, nó thổi khói bay nhiều nhiều này luôn. Gặp mấy chặt. Là cứ đầm là làm. À, là một năm nha mọi người. Vậy là từ hiện ngày rằm 15 chứ không phải là mùng 1. Không, một là một năm luôn. Nghe là một năm. Một năm. Nhưng mà ngày rằm là tháng ngày.
còn bàn cho anh trong nhà, ở trong nhà. Bé Trâm cho chú ngồi bàn lớn kìa. Đang một chiều về phường xuống đây. Chiều giờ chở đi chích ngừa. Bé nhà 501 hả? Ờ 601. Nay chích 2 mũi, tháng rồi chích 3. Tháng rồi nay 2 mũi. Tháng đi chích lần. Giờ đi vô vòng rồi hỏi khách uống gì làm nước coi. Cho chuột lại lỗi lầm coi. Để bị mang tiếng quá. Bà nội đã phân công ờ hổm này hai lần rồi đó, hổm này hai lần rồi. Hôm bữa nói Gia Kiệt đi cắt tóc. 3 ngày lại đều nó đi cắt tóc hết trơn. Bé này thật là đáo để. Giao hàng gì đây? Xèo 30 ngàn cái tôm thịt nha cả nhà. À, đặc biệt thì 40, 50, 100 ngàn cũng có nữa. Cuối tuần ở đây buổi tối bán nhộn nhịp trong đúc nữa nha. Ngày thường thì buổi trưa thì tới chiều thì bán không bằng. Tối thì đông. Tiếp lo công chuyện nhà xong rồi mình mới đi quay. Ăn một chưa? Dạ, dạ. Bé Hà không chiên bánh xèo thôi chứ ra đây phụ chạy bàn mệt luôn rồi cả nhà, sắp mặt luôn. Chị thấy cũng vậy nè. Làm cái miệng nhai nhai gì á. Đúng đúng xong mới ra hả? Bởi vì chán dễ sợ đúng xong mới ra. Cách đồng hết bàn rồi. Ăn chừa kìa. Ăn chừa để tối ăn tiếp hay gì á. Nói
trong nhà khách đông lắm nha cô chú chị, đó quá trời khách luôn. Bởi vì mấy ngày buổi tối cuối tuần ở đây bán được lắm nha cả nhà. Vừa khách mua về vừa khách ăn tại chỗ, nhưng mà ăn tại chỗ là sẽ đông hơn. Coi coi nồi đổ nha, nồi đổ là đẹp nhất này. Ừ, khổ quá. Xích xích ngoài đây đứng ngoài xuống ngoài đường quá thì sợ xe nó hung, đứng về đây thì tối. Ơ à, sao đeo vô hả? À cho ông nội ra ngoài làm điếu thuốc. Mà ông nội qua dọn bàn làm điếu thuốc đó, thấy không? Cái chỗ bán xe mình đó họ đóng cửa rồi, mình trải được 5 bàn bên đó luôn á cả nhà, cũng được có chục người khách đó. À, anh vô rồi thấy không, anh chỗ tài. Khó quá, khó quá. Không thấy, thấy có ông nội đang làm á. Chuyện gì khó. Nãy bị ông nội nói rồi, giờ phải ra phụ ông nội để cho ông nội bỏ đi cái sự hoài nghi. Có đó, có đó mà. Bà đó là bà lanh lẹ nhất này luôn, so với ba chị em. Cài mắt quá, chắc mai chú phải đem cái kính của chú bên này, chú đeo cái quầy quá. Kính, kính giống của Gia Kiệt á. Trong khói. Chú có cái kính giống như của Gia Kiệt mới đeo vậy á. Ở trồng 3 cá luôn nha. Trồng 3 cá luôn hả? No. Không được đâu. Đó, khé rồi kìa. Tại vì con ông nội chiên lửa lớn lắm, con lấy bánh không kịp là nó khét á. Ông nội chiên quen rồi, ông nội chiên lửa rất là lớn. Khỏe quá, khỏe quá, mừng quá. Mừng liền thấy không? À, vô cứu hai cái bánh vớt ra thôi ha. Chú cái cơ mặt của chị rồi nhìn diễn nhìn, diễn trời ơi, diễn quá. Trời ơi chị này có khiếu làm diễn viên lắm á nha. Đúng rồi diễn viên á, nét mặt rất là diễn, rất là nhiều biểu cảm luôn, vui buồn hờn giận đồ đủ thứ chân. Hai bánh. Thấy không? Trời ơi, diễn. Chảy nước mắt luôn. Ghê. Giờ là nhập tâm lắm rồi. Đúng rồi. Có khiếu ghê không? Mới 9 tuổi à. Đó, bởi vậy chuyện gì khó có cái anh là đúng rồi. Đi kết quốc nữa hả? Có cho mình nước mắm không cay không? Bà nội bà nói là 17, 18 tuổi mà không giữ bà là mệt luôn. Mệt với chị luôn á chứ phải giỡn đâu. Mỗi đứa mỗi tính á. Thấy không? Chị liếc kìa không? Thấy không? Xin tóc thằng quá trời ra luôn bánh nè. Chưa đâu, đừng có mừng.
Nổi đây. Ông nội chưa hút hết điếu thuốc mà. Ông nội. Nội chưa hết hết điếu thuốc mà. Con vô con chưa chiên được cái nào luôn. Hè qua thế bà nội, cho bà nội đi ăn cơm đi. Tốt dữ chưa? Chiều giờ con ăn chưa? Thêm thông báo hết pin sập nguồn nha. Sập nguồn hết pin sập nguồn. Sập nguồn. Sập nguồn chạy mới phát. Hết pin bơm xăng vô. Có GPS nè. Có bộ lưu điện nè. Để nước vô mảnh xôi. Ngừng bớt một chảo rồi đó. Bún truyền vô. Bún rổ nào, nhìn cái năng lượng. Bún rổ, áo đó là bún rổ. Chú Hà. Dạ. Chú Hà dự viên bà bác sẽ hai chú Hà dự viên bún truyền. Bún bánh xèo. Ra nữa đó. Không có công chuyện là thấy Trâm Anh. Không có công chuyện là thấy Trâm Anh mà có công chuyện là không thấy Trâm Anh. Thank you.